Chúa nói với bạn rằng, hôm nay, lời Chúa là sách hướng dẫn của bạn cho cuộc sống. Nó chứa đựng những nguyên tắc cho sức khỏe, tài chính, hôn nhân, các mối quan hệ khác, kinh doanh và nhiều hơn nữa. Tại Bethlehem, Chúa đã đánh một cú đánh để giải phóng thế giới khỏi tội lỗi và cái chết, và chiến binh hàng đầu của Ngài là một đứa trẻ sơ sinh. Như một giám mục đã từng nói, chúng ta phải yêu tội nhân nhưng không chấp nhận tội lỗi. Chúng ta phải chấp nhận người và yêu thương họ. Sau tất cả, Chúa yêu thương chúng ta. Nếu ai đó sống đầy đủ, sống đam mê và có quyền năng, chắc chắn đó là Chúa Giêsu Kitô. Nếu bạn muốn biết về Chúa, bạn phải biết về lời Ngài. Nếu bạn muốn cảm nhận quyền năng của Ngài, bạn phải thấy cách Ngài làm việc bằng lời Ngài. Nếu bạn muốn biết mục đích của Ngài trước khi nó xảy ra, bạn chỉ có thể khám phá nó thông qua lời Ngài. Người đã được Chúa ban ơn sẽ không còn nhìn những kẻ lạc lối như những kẻ xấu xa hoặc những người nghèo khổ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta cũng không cần tìm kiếm dấu hiệu của tình yêu. Ơn ban đã dạy chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta vì Chúa là Chúa, không phải vì chúng ta là ai. Người Kitô hữu không nghĩ rằng Chúa sẽ yêu chúng ta vì chúng ta tốt, mà vì Chúa yêu chúng ta, Chúa sẽ làm cho chúng ta tốt lên. Hãy gõ Amen và like video nếu bạn tin vào Chúa Giêsu Kitô.